nha các bạn. Và bây giờ nhà mình ăn, ăn cơm trưa. Ủa hấp xong rồi, đồ hấp xong rồi. Hấp không nào? Mẹ cũng hấp nè. Ủa này, ổ này qua này gì mà nó cái sự sự nè. Qua đắng. Qua đắng nè. Ổ qua. Cái này là hấp luôn hả? Tím. Mướp với cà tím. Hấp luôn. Có này xào nè. Măng xào. Măng sắc sợi ra xào. Tô đủ chiên. À, chấm nước mắm phô quẹt. Mắm phô quẹt ra nè, rau sống. Mắm phô quẹt chai. Rau sống nè. Quay cà rồi cho về như đỏ đỏ rồi cho về. Rồi ăn cơm thôi cả nhà ơi. Con ăn hết chén nước dừa. Mấy nước mặn quay ra mua. Còn mấy nói chuyện hay cũng hay thử. Nói chuyện khó lắm bà. Đây mấy món đồ chai mà ở cho bên châu Âu, nước Mỹ rồi. Quên mà mấy người Việt không có quả. Cái đầu cũng hơi nhức nhức là không biết sao á. Nhức con bên đây nè, mắc nhức là tối à. Nói khi tao tập yoga đó, nhức là gì nhất ta? Nó mắc tập riêng mình cũng đau. Mấy mình sao nhức đầu, riêng mình thì có riêng mình nè. Mới tập hai bữa mà nghiêng người nhẹ ra. Nhà ăn riết á, xong rồi mệt nha. Tao thấy mình ngủ riết nha, ăn riết đâu. Ăn hoài cái gì mày đi chơi không có thấy đâu. Mà nó quá mà thần thật thật á. Có mà mừng má lắm á. Mừng nói chuyện là nó dụ mà đi làm vườn á. Mà hủ, quảng cáo. Chỗ làm cái vườn mất sáng hả? Không có, làm vườn ngay chỗ là Phú Hòa nè, nay mới mở tiệm. Ngon cho năm viên. Còn người làm đi tập ba vừa còn kem á, đi được năm cứ một lần ra là cho viên đá. Viên đá đây gì hãy đau nhất cái nào, ăn cái đó là hết. Cũng đau quá trời vậy nó quá trời. Hơi dốc rồi trời. Tại vì hai ly đó anh tỷ cũng đi. Được. Bỏ đó ơi. Ông bà hủ rồi vợ chồng của bà Điệp mới cho trai. Người đi quá tập. Rồi tập xong đó rồi chưa ăn muốn ăn cơm sao ở mà nước nhân ngồi nói. Nhưng mà nó tôi đi này 3 năm rồi nè. Ồ mà có đóng tiền nhiêu không mà miễn phí lo dữ rồi. Ôi nó miễn phí mà sao lo ăn uống gì miễn phí rồi nó bán cái giường với lại nó mới mở cũng như ai đi giới thiệu giùm á thì nó cho hồi đó vậy đó. Thôi không rồi. Cái bà đẹp đấy mừng, mày ung thư cái mày đi hết cái mừng. Chắc mừng nữa tôi ung thư hồi nào. Nếu mà ngồi quá bánh mì người ta quá trời quá nó. Tôi ung thư hồi nào. Nói vậy hết hồn ý. Người nó tao thiệt mày, mày nay mừng năm tao không có đẹp khám bệnh nữa mẹ. Tôi xuống tái khám mẹ bà thấy người ta quá trời quá đắt tới 2-3 ngày biết kết quả mày ghét tao bỏ luôn. Tới giờ này mừng năm không đây luôn. Giờ cái cục trong nhà của mình cục nó mới giờ bị bệnh bắt đầu đó. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Bạn không muốn nói hả? Tôi nói giờ đó. Để giờ tôi bán cháo gì hay mà miễn phí là người ta đi dữ lắm. Bộ người đó ở đi. Cái mấy thằng có thằng nào nữa. Không biết là ông thích. Ông gì vậy? Nít. Trời đất ơi. Nó chứ hay quá à, thôi mở bệnh viện ra làm gì. Ừ. Mở vừa đó hồi đó là ấy là trồng nông nghiệp thì thuốc nhiều quá ảnh hưởng tới nước. Dạ, câu nhiễm. Ở đây cũng bị ấy nè, ở đây đó cũng là cái ruộng này chứ gì phải không? Chúng ta cũng trồng đồ người ta. Ở đây nó thoát mưa, có đường nó thoát mình đó sạch sẽ. Cũng khó gì ví dụ mấy cháu khoa học nó ngắm vô đất rồi bà mà nó khó khó làm sao bà mẹ mà hay nó vậy thì diễn nó khó là khó mát thành nhiều người ăn nước uống chi tao cái nhà lấy nước giếng ngay đầu cái tao nấu sôi để đủ nó trời ví dụ giờ như nó có giờ nó có thuốc từ sau nó không đi cái cháu khoa học nó không đi không càng nấu sôi cái chất nó càng khô đặc
Nhưng mà như hồi đó là bên đó anh tầm toàn hồi đó anh xuống nhà Quy chơi đó là chỗ đó là Quy đám ruộng không á. Ruộng trồng lúa trồng gì tùm lum hết mà. Ở đây cũng là gò mà đúng không? Đây mình cũng gò rồi cũng thịt thú rồi xong nè. Ở đây cũng nhỏ qua này đắng nữa. Sao mày ăn đắng được này? Mày ăn là đắng không? Chưa ăn. Đâu đang uống nước dừa chưa ăn. Còn ở đó đâu ăn đắng được đâu. Ok. Đủ ăn. Xuống đào bí khô á. Tối nó mày ăn không có rau đấy. Có mấy ngọn qua. Ai hại vô luôn, ăn anh đỡ ngán. Ăn riết được rồi. Dưới mà ai trồng ở qua chứ. Có mọc á. Rau không? Ừ. Qua rừng á, từ hai ngọn hại vô. Ăn anh đỡ ngán chứ không có rau rác nữa mà. Không ăn đi thật không nhịn mặn già chát. Còn ăn thêm rau thằng cua nữa. Nấu mì bỏ vô luôn. Chị mày ngon lắm bà. Ừ. Đúng mẹ thấy miễn thấy có rau là bứt bỏ vô không? Ừ. Lúc cà bà nó này, cái cà bà nó ăn vô cũng vô đó mày ơi. Ừ, nó mấy tốt chứ có gì đâu. Cua rừng vô cua, mà cua là bớt. Chiều tối mà có ai bán rau gì đâu. Ok, bye bye.